4 chàng trai và 4 cô gái. Trong số đó có một cặp đôi bí ẩn muốn có cơ hội được thử thách kiểm chứng lại tình cảm của mình, cùng đến với nhau tại Love House, nhà chung, chương trình truyền hình thực tế chân thật nhất, nơi các bạn trẻ được sống với chính con người thật, sinh hoạt với cuộc sống thường nhật của mình và có cơ hội làm quen, kết bạn, tìm kiếm một nửa hoàn toàn phù hợp. Nhà chung, khắc họa chân thật nhất cuộc sống, suy nghĩ về tình bạn, tình yêu của những bạn trẻ năng động, cá tính trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Hãy đến với Nhà chung vào lúc 22:45 thứ ba hàng tuần trên HTV7.